mọi thứ trong vũ trụ bắt đầu như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi vĩ đại nhất của khoa học, một câu hỏi chạm đến tận gốc rễ của sự tồn tại. Chúng ta có thực sự hiểu về khởi nguyên của mọi thứ? Điều gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ? Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất, vụ nổ lớn, dường như đã ghép lại được bức tranh về sự khai sinh của không gian, thời gian và vật chất. Nhưng khoa học không chỉ là một câu chuyện đơn giản về việc sắp xếp những mảnh ghép hoàn hảo. Đôi khi, bạn phát hiện ra một mảnh không khớp, một lỗ hổng không thể bỏ qua. Và điều đó buộc chúng ta phải tự hỏi, liệu chúng ta đã bỏ sót điều gì quan trọng, hay có điều gì đó mà chúng ta đã hiểu sai ngay từ đầu? Vấn đề lớn này tưởng chừng như không thể lý giải, nhưng khoa học đã lần theo dấu vết của nó qua các ngôi sao cổ đại, tàn dư của vụ nổ lớn và những phản ứng hạt nhân diễn ra trong lòng vũ trụ. Trong quá trình này, họ phát hiện ra một điều kỳ lạ, một nguyên tố quan trọng lẽ ra phải có nhiều hơn trong vũ trụ sơ khai, nhưng lại xuất hiện ít hơn một cách khó hiểu. Nguyên tố đó chính là lithium, một chất quen thuộc có mặt trong thuốc men, hợp kim, thậm chí là trong pin điện thoại mà bạn đang dùng. Nó đóng vai trò thiết yếu trong mô hình tiến hóa vũ trụ. Nhưng khi các nhà khoa học quan sát các ngôi sao cổ đại, những dấu vết thời gian lưu giữ dấu vết của vũ trụ thuở sơ khai, họ nhận ra lithium gần như biến mất. Vậy điều gì đã xảy ra? Lithium đã đi đâu? Và liệu bí ẩn này có làm lung lay những gì chúng ta tin về nguồn gốc vũ trụ? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá bí ẩn về nguồn gốc vũ trụ, những thách thức trong lý thuyết Big Bang và vai trò của lithium trong việc hé lộ sự thật về vũ trụ sơ khai. Trước khi đi sâu vào bí ẩn, hãy cùng tìm hiểu về lithium, một nguyên tố quen thuộc nhưng lại mang trong mình một câu hỏi hóc búa của vũ trụ học. Lithium là kim loại nhẹ số 1 trong băng tuần hoàn, dễ cắt bằng dao thép thông thường và phản ứng mạnh với nước, tạo ra lithium hydroxide cùng với khí hydro. Bạn có thể thấy nó xuất hiện trong các thí nghiệm hóa học, nhưng phổ biến nhất là trong pin lithium ion dùng trong điện thoại, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, điều khiến lithium trở thành một mảnh ghép quan trọng trong câu đố vũ trụ học không nằm ở tính chất hóa học của nó, mà ở cấu trúc hạt nhân. Với chỉ 3 proton trong hạt nhân, lithium là một trong những nguyên tố nhẹ nhất có thể được hình thành trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ, thời kỳ mà vật chất sơ khai bắt đầu kết hợp để tạo nên những nguyên tố đầu tiên. Nhưng chính sự xuất hiện của lithium, hay đúng hơn là sự thiếu hụt của nó, lại đặt ra một vấn đề lớn đối với mô hình vụ nổ lớn. Các tính toán lý thuyết dự đoán rằng nồng độ lithium trong vũ trụ sơ khai phải cao hơn nhiều so với những gì chúng ta quan sát được trong các ngôi sao cổ đại. Đây chính là một trong những dấu hiệu cho thấy có thể chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về cách vũ trụ đã bắt đầu. Từ lâu, nguồn gốc của vũ trụ vẫn là một câu hỏi lớn đối với nhân loại. Vào những năm 1920, sau khi phát hiện rằng vũ trụ đang giãn nở, nhà vũ trụ học Georges Lemaître đã đưa ra giả thuyết rằng nếu vũ trụ hiện tại đang không ngừng mở rộng và nguội đi, thì trong quá khứ, nó phải từng nhỏ hơn, nóng hơn và đậm đặc hơn. Khi quay ngược lại quá trình này, chúng ta sẽ đi đến một điểm mà toàn bộ năng lượng của vũ trụ bị nén chặt vào một không gian vô cùng nhỏ bé và đặc biệt nóng. Điểm kỳ dị này chính là khởi nguồn của mô hình vụ nổ lớn. Theo lý thuyết, từ trạng thái vô cùng đậm đặc đó, vũ trụ bắt đầu giãn nở nhanh chóng, nhiệt độ giảm xuống và các hạt sơ khai kết hợp để tạo thành hydro, heli và một lượng nhỏ lithium. Đây là nền tảng của thuyết vụ nổ lớn nóng, một mô hình đã được kiểm chứng bởi nhiều quan sát thực tế, từ sự giãn nở của vũ trụ đến bức xạ nền vị sóng vũ trụ, CMB. Tuy nhiên, chính ý tưởng về một điểm kỳ dị vô cùng nóng và đậm đặc lại đặt ra những thách thức toán học. Thuyết tương đối rộng của Einstein có thể mô tả chuyển động của vật chất trong vũ trụ dưới tác động của trọng lực. Nhưng khi áp dụng vào thời điểm bắt đầu của vũ trụ T bằng 0, tất cả các phương trình đều trở nên vô nghĩa. Chúng ta không có lý thuyết nào đủ mạnh để mô tả những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đầu tiên đó, và càng không có cách nào để quan sát bất cứ điều gì trước khi vũ trụ bắt đầu giãn nở, bởi mọi dấu vết từ thời điểm đó đều đã bị xóa sạch bởi nhiệt độ cực cao của vũ trụ sơ khai. Điều duy nhất chúng ta biết chắc chắn là vũ trụ đã bắt đầu bằng cách nào đó. Nhưng liệu những mảnh ghép như lithium có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện này? Và nếu mô hình vụ nổ lớn có điều gì đó chưa chính xác, thì bí ẩn của lithium sẽ giúp ta tìm ra lời giải mới hay không? Dưới điều kiện cực kỳ khắc nghiệt ngay sau khi vũ trụ bắt đầu mở rộng, lithium vẫn chưa thể xuất hiện. Ban đầu, nhiệt độ vũ trụ quá cao để bất kỳ nguyên tử nào có thể tồn tại ổn định. Chỉ một giây sau vụ nổ lớn, vũ trụ tiếp tục giãn nở và nguội dần, với nhiệt độ giảm xuống khoảng 10.000 tỷ độ C, vẫn cao hơn khoảng 1.000 lần so với lõi mặt trời ngày nay. Ở giai đoạn này, năng lượng trong vũ trụ vẫn cực kỳ lớn, đến mức các hạt nhân nguyên tử chưa thể hình thành. Lý do là vì bức xạ có cường độ rất cao,
liên tục phá vỡ mối liên kết giữa proton và neutron. Mặc dù lục mạnh, lục giữa các hạt này liên kết trong hạt nhân vẫn tồn tại, nhưng năng lượng nhiệt động khổng lồ khiến cho bất kỳ hạt nhân nào vừa hình thành ngay lập tức bị phá vỡ. Vũ trụ chủ yếu tồn tại dưới dạng bức xạ, mà ngày nay vẫn còn để lại dấu vết trong bức xạ nền vị sóng vũ trụ, một trong những bằng chứng quan trọng xác nhận mô hình vụ nổ lớn. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài. Khoảng 100 giây sau vụ nổ lớn, nhiệt độ đã giảm xuống còn 1 tỷ độ C, cho phép lực mạnh bắt đầu gắn kết các hạt nhân nguyên tử đầu tiên. Các proton và neutron lúc này có thể kết hợp để tạo thành hydro và một đồng vị nặng hơn của hydro, deuterium. Quá trình tổng hợp hạt nhân diễn ra mạnh mẽ, với hydro liên tục va chạm và kết hợp để tạo ra helium, nguyên tố có hai proton. Khi các nhà khoa học tính toán dựa trên các mô hình vũ trụ sơ khai, họ dự đoán rằng khoảng 76% vật chất tồn tại dưới dạng hydro, trong khi gần 24% là heli. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, một proton bổ sung có thể kết hợp với hạt nhân heli, tạo ra một nguyên tử có 3 proton, lithium. Nhưng số lượng của nó vô cùng nhỏ. Theo lý thuyết, chỉ khoảng 0,000007% tổng khối lượng vật chất ban đầu của vũ trụ. Và đây chính là điểm bất thường xuất hiện. Bằng cách phân tích quang phổ ánh sáng từ các ngôi sao, hoặc khi ánh sáng truyền qua các đám mây khí giữa các thiên hà, các nhà thiên văn học có thể xác định tỷ lệ các nguyên tố trong vũ trụ hiện tại. Kết quả thu được hầu như trùng khớp với các dự đoán của mô hình vụ nổ lớn. Mặt trời của chúng ta, chẳng hạn, có khoảng 71% hydro, 27% heli và khoảng 2% các nguyên tố nặng hơn. Một sự khác biệt hợp lý do quá trình tổng hợp hạt nhân diễn ra trong lõi sao. Nhưng khi quan sát lithium, các nhà khoa học phát hiện ra một sự chênh lệch đáng kể. Dự đoán lý thuyết về lượng lithium còn lại từ vũ trụ sơ khai cao hơn gấp khoảng 3 lần so với lượng thực tế mà chúng ta quan sát được từ các ngôi sao nguyên thủy. Nói cách khác, khi phân tích quang phổ ánh sáng từ các ngôi sao rất xa, tương ứng với các giai đoạn sớm của vũ trụ, chúng ta không tìm thấy lượng lithium như dự đoán. Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa cho mô hình vụ nổ lớn. Lithium đã đi đâu? Có nhiều bí ẩn xoay quanh lithium hơn chúng ta tưởng. Trong vũ trụ sơ khai, lithium 7 là đồng vị phổ biến nhất, với hạt nhân gồm 3 proton và 4 neutron. Tuy nhiên, còn một đồng vị khác ít phổ biến hơn, lithium 6, chỉ có 3 proton và 3 neutron. Theo lý thuyết, lithium 6 cực kỳ hiếm, chỉ chiếm khoảng 2 trên 100.000 hạt nhân lithium. Thế nhưng, quan sát thực tế lại cho thấy tỷ lệ của nó cao hơn gấp 1.000 lần so với dự đoán. Điều này có ý nghĩa gì đối với mô hình vụ nổ lớn? Liệu chúng ta có cần xem xét lại một trong những lý thuyết đáng tin cậy nhất về nguồn gốc vũ trụ? Hiện tượng này có thể được giải thích theo hai hướng. Một là mô hình vụ nổ lớn hiện tại chưa hoàn toàn chính xác và cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với dữ liệu quan sát. Hai là có thể tồn tại sai sót trong các phép đổ của chúng ta. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần xem xét từng khả năng một cách kỹ lưỡng. Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy mô hình vụ nổ lớn có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng thật khó để bác bỏ hoàn toàn lý thuyết này. Hiện tại, không có mô hình nào khác có thể giải thích thuyết phục về sự tồn tại của bức xạ nền vị sóng vũ trụ, CMB, cũng như tỷ lệ nguyên tố nhẹ như hydro và heli quan sát được trong vũ trụ. Những giá trị này khớp đáng kinh ngạc với dự đoán từ mô hình vụ nổ lớn, một sự trùng hợp khó có thể là ngẫu nhiên. Hơn nữa, vai trò của lithium, nguyên tố xuất hiện trong quá trình tổng hợp hạt nhân sơ khai của vũ trụ, không chỉ giới hạn ở khía cạnh lý thuyết. Với tầm quan trọng ngày càng lớn trong công nghệ hiện đại, từ pin lithium-ion cho đến ứng dụng trong nhiệt hạch kiểm soát, việc hiểu rõ nguồn gốc và phân bố của lithium trong vũ trụ không chỉ là vấn đề khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Như vậy, nếu có sự sai lệch giữa dự đoán lý thuyết và quan sát thực tế, chúng ta phải đối mặt với một trong hai khả năng. Hoặc dữ liệu quan sát có sai sót cần được kiểm chứng lại, hoặc mô hình vụ nổ lớn cần điều chỉnh để phản ánh chính xác hơn về sự tiến hóa của vũ trụ. Dù theo hướng nào, đây cũng là một thách thức quan trọng trong lĩnh vực vũ trụ học hiện đại. Những thực tế quan sát được ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với mô hình vụ nổ lớn hiện tại. Dù đây vẫn là lý thuyết vũ trụ học được chấp nhận rộng rãi nhất, nhưng một số dữ liệu cho thấy có thể cần những điều chỉnh để mô hình phản ánh chính xác hơn về sự tiến hóa của vũ trụ. Ngay cả Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học từng ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng rằng vũ trụ khởi đầu từ một điểm kỳ dị, cũng đã dần thay đổi quan điểm của mình. Trong cuốn Lược sư thời gian, ông viết: "Công trình của Roger Penrose và tôi đã được chấp nhận rộng rãi. Và ngày nay, gần như mọi người đều cho rằng vũ trụ bắt đầu bằng một điểm kỳ dị của vụ nổ lớn. Nhưng thật trơ trêu thay, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và giờ đây đang cố gắng thuyết phục các nhà vật lý khác rằng có lẽ điểm kỳ dị ấy chưa từng tồn tại, vì khi tính đến các hiệu ứng lượng tử, nó có thể biến mất hoàn toàn."
Những hiệu ứng lượng tử này quá phức tạp để phân tích, và dù có đúng đi chăng nữa, nó vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề lithium. Nhưng điều quan trọng là nó cho thấy vũ trụ học vấn đang không ngừng phát triển, và lời giải thích cuối cùng cho nguồn gốc vũ trụ vẫn chưa được tìm thấy. Có lẽ một ngày nào đó, mô hình của chúng ta sẽ được điều chỉnh theo cách mà vấn đề lithium tự động được giải quyết, giống như cách tỷ lệ hydro và heli đã từng được giải thích hoàn hảo. Một khả năng khác là sai số trong quan sát của chúng ta. Vì lượng lithium trong vũ trụ sơ khai quá nhỏ, việc đo đạc chính xác nó là một thách thức. Cách duy nhất để xác định thành phần của môi trường liên sao là phân tích ánh sáng đi qua nó bằng máy quang phổ. Nhưng phương pháp này càng kém chính xác khi quan sát ở khoảng cách xa. Cuối cùng, thay vì đo lường trực tiếp toàn bộ vũ trụ sơ khai, chúng ta chỉ có thể quan sát quang phổ của các ngôi sao cổ đại, mà mỗi ngôi sao lại là một trường hợp riêng biệt. Có thể có những quá trình bên trong ngôi sao làm thay đổi lượng lithium-6 và lithium-7 mà chúng ta quan sát được, tạo ra sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế. Nếu công nghệ quan sát ngày càng cải thiện, có lẽ những con số sẽ tự động trở lại đúng với dự đoán, và vấn đề này chưa bao giờ thực sự tồn tại ngay từ đầu. Cuối cùng, sẽ không có câu trả lời hoàn chỉnh về cách vũ trụ hình thành cho đến khi mọi dữ liệu đều khớp với lý thuyết, từ lithium cho đến những bí ẩn khác như lượng vàng dồi dào trong vũ trụ. Những con số này cần phải được sắp xếp hợp lý, và vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta có thể suy luận về những sự kiện xảy ra hàng tỷ năm trước, khi vật chất thậm chí còn chưa hình thành đầy đủ, chỉ bằng kính thiên văn và trí tuệ của mình. Bức tranh về sự khởi đầu của vũ trụ vẫn còn thiếu sót, với nhiều mảnh ghép chưa được đặt vào đúng chỗ. Nhưng chính những khoảng trống đó lại thôi thúc chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Dù vũ trụ hình thành theo cách nào, nó vẫn tuân theo những quy luật sâu sắc, cho phép chúng ta từng bước lận theo dấu vết của quá khứ và ghép lại câu chuyện khởi nguyên. Và tôi tin rằng sớm hay muộn, lời giải cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta không thể dừng lại, bởi nguồn gốc của chính mình vẫn còn là một bí ẩn nằm đâu đó trong vũ trụ bao la này. Một số câu hỏi không thể bị lãng quên, và tôi háo hức chờ đợi khoảnh khắc tất cả những mảnh ghép cuối cùng khớp lại với nhau, vẽ nên bức tranh toàn vẹn về vũ trụ. Nếu bạn cũng đam mê khám phá những điều kỳ bí của không gian, đừng quên nhận thích, chia sẻ và đăng ký kênh Kitten Explorer để cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình này. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.